Hello, xin chào tất cả anh em YouTube nha. Hôm nay mình lại làm video về routine nữa nha anh em. Thì cái này là cái giải pháp tiết kiệm cho anh em. Đây là cái loại R1 mà dạng bịch mềm 10 OB. Thì cái loại này nó sẽ gấp đôi cái hộp. Bữa giờ thì mình cũng rất là ít nhập cái loại này. Tuy là ít nhập nhưng vẫn có hàng để bán anh em đặt thì vẫn có hàng. Cái loại này mình rất là ngán nhập nó. Tại vì anh em biết sao, cái dạng bao bì kiểu như thế này nè, nó giống như trang như cái bịch mát thì nó rất là dễ bị hư. Nó cái phần vận chuyển mà chỉ cần nó không có đảm bảo là nó sẽ bị rách cái bịch liền. Mà cái bịch này nó mà rách là nó sẽ hư hàng liền. Cho nên là mình cũng rất là ngại nhập cái loại bịch như thế này. Cái dạng hộp như thế này thì mình không có sợ. Tại vì hộp này thì nó chắc ăn hơn, nó đảm bảo hơn. Khi mà mình vận chuyển đường xa thì nó không có sợ. Còn cái này thì rất là dễ bị hư. Giống như bịch mát đó nè, mỗi lần gửi là mình phải gói rất là kỹ, quấn cứng ngắc lại rằng cho nó không có bị bung, bị bể bịch á. Chứ nó mà bể thì một bịch này hơn 2 triệu bạc, cho nên là mỗi lần nó bể cái là mất 2 triệu, bể cái mất 2 triệu. Thì thanh lý rồi này kia hoặc là bán rẻ thì rất là lỗ. Cái bịch này với cái nữa là những cái loại 10 OB thì nó hạn chế vị nha anh em. Như này là sô-cô-la, hình như mình nhớ là sô-cô-la, là bơ đậu phộng với lại vani. Hình như nó có 3 vị thì phải đó. Thì anh em mà đặt thì vẫn có hàng nha, thì vẫn là hàng chính hãng của Bunbury, tem Starlight nè. 152 liều thì nó gấp đôi cái hộp thôi, hộp 76. Hộp 76 thì này 152. Đây nè, 152. 10 LB, chưa được 5 kg nha nè, 4.6 nè, bịch này 4.6. Đó. Cho anh em xem cái đát sử dụng nha. Đát thì 23 gì á. Đát xa. Đây. Tháng 25 tháng 4 2023 đó. Có mã lót đầy đủ nha anh em. Hàng chính hãng, không có gì mà ảo hết. Thì cái thành phần này cũng không có gì để nói hết. Bữa giờ thì anh em chắc cũng quá quen thuộc với những cái loại quay Hiolite Isolab này rồi. Calo thì chỉ có 110 thôi. Tổng phát thì nửa gram. Dưới 5mg cholesterol rất là tốt. Sodium chỉ có 60mg. Cáp 2g, đường 1g, chất xơ 1g, đường dưới 1g, 25g rồi. Thì cái thành phần này cũng khá là sạch rồi. Thì anh em nào mà có cần thì cứ liên hệ với mình nha. Mình vẫn để số điện thoại mình, cái số Zalo bên trên góc màn hình đó, hoặc là cái đường link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video. Anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình, biết gì mình tư vấn anh em. Bịch này cũng gần 5kg, cũng hơi nặng nha anh em. Nó cũng ngang bịch mát. Đây, 25g rồ, không có concentrate nè. Xin chào anh em nha. Thì hôm nay chỉ làm video ngắn mình chia sẻ với anh em. Thì chia sẻ với anh em về một cái loại, về một cái cách mà mình có thể tiết kiệm. Thì nói chung mà nếu mà mình mua này so với lại hộp thì nó sẽ tiết kiệm hơn chút xíu. Nhưng mà đổi lại anh em phải bỏ ra một cái số tiền một, trong một lúc mình phải bỏ ra một số tiền khá là lớn, thì gấp đôi cái hộp để mà mình sở hữu nó. Thì nó được cái này nó mất cái kia. Chỉ là phù hợp, nó sẽ phù hợp đối với những anh em nào mà đang xài R1 mà mình dư giả tài chính, thì mình đập luôn hộp, đập luôn bịch này thì nó quá ok rồi. Còn nếu mà anh em mà không có thoải mái về tài chính đó, thì mình sử dụng cái loại dạng hộp á, dạng hộp như thế này nè, thì giá nó hơn 1 triệu thì nó sẽ vừa với cái túi tiền của mình. Nói chung là nó vừa túi tiền của mình á. Rồi xin chào anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye mọi người nha. Thì khi nào có gì hay thì làm video chia sẻ tiếp. Bye bye.